chẳng hành trí nhất thiết cũng chẳng hành trí đạo tướng trí nhất thiết tướng chẳng hành 32 tướng đại sĩ cũng chẳng hành 80 vẻ đẹp phụ thuộc chẳng hành quả dự lưu cũng chẳng hành quả nhất lai bất hoàn a la hán quả vị độc giác chẳng hành tất cả hạnh đại bồ tát cũng chẳng hành quả vị giác ngộ cao tột của chư phật chẳng hành pháp không nội cũng chẳng hành pháp không ngoại chẳng hành tùy miên cũng chẳng hành triền chẳng hành pháp thế gian cũng chẳng hành pháp xuất thế gian chẳng hành pháp hữu lậu cũng chẳng hành pháp vô lậu chẳng hành pháp hữu vi cũng chẳng hành pháp vô vi chẳng hành đạo cũng chẳng hành đạo quả này thiện hiện đại bồ tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng giống như thế đối với tất cả pháp hoàn toàn không có sở hành như vậy là hoàn toàn đạt thật tướng các pháp đó là đối với pháp tánh không phân biệt khi ấy cụ thọ thiện hiện lại bạch phật bạch thế tôn người mà như lai ứng tránh đẳng giác biến hóa ra hiện tu thánh đạo như thế nào phật dạy này thiện hiện người mà như lai ứng tránh đẳng giác biến hóa đó nương vào và tu thánh đạo chẳng nhiễm chẳng tịnh, cũng chẳng luân hồi sanh tử trong năm đường. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn làm thế nào các đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, thông đạt các pháp đều không có thật. Phật dạy, này thiện hiện, theo ý ông thì sao người mà chư như lai ứng tránh đẳng giác biến hóa ra là thật có, rồi y vào sự thật có ấy có nhiễm có tịnh, và có sự luân hồi trong năm đường chăng? Thiện hiện đáp, bạch thế tôn không, bạch thiện thệ không, chẳng phải người mà chư như lai ứng tránh đẳng giác biến hóa ra có chút sự thật, chẳng phải nương vào việc ấy mà có nhiễm có tịnh, cũng không luân hồi sanh tử trong năm đường. Phật dạy này thiện hiện đại Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật đa sâu xa đối với tất cả pháp hoàn toàn thông đạt thật tướng cũng giống như thế thông đạt các pháp hoàn toàn không có thật sự bấy giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn có phải tất cả sắc đều như hóa trăng tất cả thọ tưởng hành thức cũng như hóa trăng tất cả nhãn xứ đều như hóa trăng tất cả nhi tý thiệt thân ý xứ cũng như hóa trăng tất cả sắc xứ đều như hóa trăng, tất cả thanh hương vị xúc pháp xứ cũng như hóa trăng, tất cả nhãn giới đều như hóa trăng, tất cả nhĩ tĩ thiệt thân ý giới cũng như hóa trăng, tất cả sắc giới đều như hóa trăng, tất cả thanh hương vị xúc pháp giới cũng như hóa trăng, tất cả nhãn thức giới đều như hóa trăng, tất cả nhĩ tĩ thiệt thân ý thức giới cũng như hóa trăng tất cả nhãn xúc đều như hóa trăng, tất cả nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc cũng như hóa trăng, tất cả các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra đều như hóa trăng, tất cả các thọ do nhĩ tĩ thiệt thân ý xúc làm duyên sanh ra cũng như hóa trăng, tất cả địa giới đều như hóa trăng, tất cả thủy hỏa phong không thức giới cũng như hóa trăng, tất cả nhân duyên đều như hóa trăng, tất cả đẳng vô gián duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên cũng như hóa trăng. Tất cả pháp từ duyên sanh ra đều như hóa trăng, tất cả vô minh đều như hóa trăng, tất cả hành thức, danh sắc, lục xứ, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, sầu, than khổ, yêu não, cũng như hóa trăng. Như thế cho đến tất cả pháp thế gian đều như hóa trăng, tất cả pháp xuất thế gian cũng như hóa trăng, tất cả pháp hữu lậu đều như hóa trăng, tất cả pháp vô lậu cũng như hóa trăng, tất cả pháp hữu vi đều như hóa trăng, tất cả pháp vô vi cũng như hóa trăng. Phật dạy, này thiện hiện đúng vậy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, tất cả pháp đều như hóa. Hết quyển thứ 383